Đây là chương trình điều khiển nội suy Ecam với S7-1500 CPU-T. Ở đây chúng ta sẽ có hai trục servo, một trục leading và một trục following. Trục leading là trục dẫn hướng và trục following là trục chạy theo Ecam và chạy theo các cái đặc tính, các cái vị trí mà ta đã cấu hình trong bảng Ecam và ta đã nạp vào trong CPU. Đấy, thì trên màn hình chúng ta có thể chọn rất là nhiều loại Ecam. Mỗi một loại thì ta cấu hình các cái đặc tính của nó khác nhau. Ta có thể cấu hình nhiều Ecam một lúc trong CPU và ta đưa lên trên màn hình để chọn. Ta có thể thay đổi. Trên màn hình đây thì đây là bảng điều khiển của bên leading, trục leading và trục following. Còn bên này là các tín hiệu để ta đồng bộ Ecam. Đầu tiên bật servo on, sau đó ta nhấn chọn loại Ecam, ví dụ ta chọn là Ecam đây. Đây là cái tên của ta đặt, sau đó nhấn home. Ta sẽ nhấn đồng bộ Ecam. Đồng bộ Ecam. Khi Ecam tín hiệu đồng bộ OK, ta nhấn Start. Ở đây ta có thể đặt cài đặt tốc độ. Ví dụ đây ta đặt là tốc độ 360. Ở đây 360 là cái tốc độ của leading, là độ trên giây. Ta có thể cấu hình là mm trên giây hoặc là độ trên giây. Ở đây tôi đặt là độ trên giây. Rồi ta nhấn Start. Đặt nhanh hơn nữa. Ở đây chúng ta có hai chế độ, chúng ta có thể chạy job độc lập cho từng trục hoặc là chúng ta chạy đồng bộ Ecam. Ta chạy job cho trục leading. Chạy job cho trục following. Hoặc là chúng ta sẽ đồng bộ Ecam. Trước khi đồng bộ thì chúng ta phải về home. Hai trục phải về home. Chúng ta enable Ecam. Chúng ta cài đặt tốc độ. Và nhấn Start. Đây chúng có thể tăng tốc. Ta có thể chọn loại Ecam khác. Đây tôi giả sử chọn loại 20-360. Cái này thì theo chúng ta là tính toán và đặt tên cho nó thôi. Chúng ta enable. Nhấn Start. Ta giảm tốc độ đi.